sổ số của tụi em. Quý vị ơi, có cầm tích cực trên tay không? Mình chuẩn bị sổ số nha. Dạ, ai bóc số thì em bóc mình ra mặt già. An toàn, có gì chuẩn bị nha, an toàn. Ba số cuối là 167. Ai có ba số cuối là 167? 167 ba số cuối. Rồi anh Lâm nó rõ đi, chắc đi về khách này. 197 ba số cuối. 197. Yeah, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. 197 có người chống là Lâm kiểm tra cái vé 197. Rồi đúng rồi, 197. Con lấy phần quà của anh Long gửi tặng. Được cái nào cũng được. Nó nếu mà 167 kia rồi. Ba số cuối là 147. 147. Có 167. Holly, cô làm bánh đó bà con, làm bánh rất là ngon nha bà con. Làm bánh nổi tiếng dân Nhai Đầm là mỗi lần birthday là order cô này làm birthday đó, làm bánh đó bà con. Làm bánh đủ loại hết, đủ loại birthday rất là ngon. Bữa nay cô làm bánh bánh bông, bánh mà trứng muối và trà bông, quá là ngon. 171 cái anh mã màu cam lên trúng số rồi kìa, 171. 171 không có là số ký nha. 171 có người chúng ta lên mau mau chạy lên 171. 171 có không? 211. Ai có ba số cuối là 211. 211 thì có người trúng rồi nè. 211. Trời ơi trời. Đã trúng số tôi mà ra là nó quậy một cái là mình tấm mặt luôn à. Trời quên được rồi. Cái này số cuối cùng của ngày hôm nay mà Lâm gửi tặng các bạn là số 114. Trong cái phong bì đó chỉ có mỗi cái tờ giấy 114 tụi em à. Rồi cái người cuối cùng anh Lâm đưa phần quà cuối cùng của ngày thứ năm đêm hôm nay 114. Trời đúng được cái Starbucks giờ 33 đồng rồi. Là thanh kiều mà hôm nay chị qua danh tính anh trở cho Hoàng Long. Rất cảm ơn anh chị. À, con tí xíu còn có cái nào mà nên đặt được cho em. Thì trong lúc mà chật chật, trong lúc mà anh ban nhạc anh đang ngồi bên dưới anh nghỉ giải lao vài phút đó, thì một lần nữa thì chúng tôi cũng xin gửi